Xuân Hiếu xin được kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Thời sự nông nghiệp. Chương trình do Trung tâm tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và hãng phim Cửu Long phối hợp thực hiện với sự đồng hành của công ty cổ phần phân bón Việt Mỹ. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, những thông tin nông nghiệp nổi bật trong tuần qua sẽ mở đầu cho chương trình Thời sự nông nghiệp ngày hôm nay. Những tín hiệu đáng mừng của chương trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nội dung của chuyên mục Nông dân hội nhập. Cuối chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục Nông trí. Bây giờ kính mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi nội dung chi tiết. Quý khán giả và bà con thân mến, sau 3 lần tổ chức thành công, năm nay, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ tư năm 2013 lại được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn. Đây là một trong những lễ hội lớn góp phần quảng bá, khẳng định thương hiệu cà phê, khuyến khích tiêu thụ cà phê trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu. Với chủ đề Cà phê thế giới cà phê, lễ hội có vai trò quan trọng trong chiến lược xúc tiến thương mại, đẩy mạnh công tác xây dựng, khẳng định vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê Việt Nam trên trường quốc tế. Nằm trong khuôn khổ lễ hội, hội chợ triển lãm cà phê Buôn Ma Thuột quy tụ hơn 220 doanh nghiệp với khoảng 700 gian hàng tham gia trưng bày, bán các sản phẩm cà phê, máy móc, thiết bị phụ trợ liên quan đến ngành cà phê. Công ty cổ phần phân bón Việt Mỹ cũng tham gia hội chợ với những sản phẩm phân bón chuyên dùng cho cây cà phê như NPK Bep, Super Vi Lượng, v.v. Sản phẩm phân bón Việt Mỹ không chỉ đa dạng về chủng loại sản phẩm mà còn phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây trồng ở mỗi vùng thổ nhưỡng khác nhau. Công ty tham dự cái lễ festival này thì nhằm mục đích là đem giới thiệu những cái sản phẩm mới và tất cả các sản phẩm chuyên dùng cho cây cà phê, cây tiêu trên vùng Tây Nguyên này. Thì nông dân đi tham gia cái lễ hội cũng rất là đông. Thì họ sẽ thấy được những cái sản phẩm tận mắt. Vì có những cái vùng nhiều khi mình không đem tới những cái sản phẩm mới tới tận tay người nông dân được. Gần đây, giá dừa khô ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng cao, mang lại niềm vui cho bà con trồng dừa tại đây. Có thời điểm thương lái ở Bến Tre, Trà Vinh thu mua dừa khô với giá từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng một chục 12 trái, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cuối năm 2012. Dù giá dừa tăng cao, nhưng người dân ở đồng bằng sông Cửu Long không có dừa để bán do vào vụ nghịch. Mặt khác, do ảnh hưởng năm qua, giá dừa giảm mạnh, nông dân không có lời dẫn đến giảm đầu tư. Quý khán giả và bà con nông dân thân mến, để ngăn chặn tình trạng thương lái nước ngoài đổ xô vào nước ta để thu gom, tranh mua nông sản, đặc biệt là thủy sản, theo kiểu vơ vét, ép giá nông dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được Chính phủ giao soạn thảo dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản. Trong đó, điểm nổi bật của dự thảo nghị định là quy định sẽ phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi cá nhân trong nước liên kết hợp tác trái phép với tổ chức cá nhân nước ngoài để thu gom thủy sản tại Việt Nam, còn nếu tổ chức vi phạm thì phạt tới 100 triệu đồng, mức phạt cao nhất nêu trong dự thảo lên tới 200 triệu đồng. Quy định còn cho phép thực hiện tịch thu tang vật vi phạm như tàu thuyền, xe vận chuyển, thu gom thủy sản v.v. và tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh của cá nhân, tổ chức vi phạm khi hợp tác với thương lái nước ngoài tranh mua vơ vét thủy sản từ 6 đến 12 tháng. Bà con nông dân trồng thanh long ruột đỏ ở Trà Vinh rất phấn khởi khi loại trái cây do mình trồng đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ông Nguyễn Văn Thân, Tổ trưởng Tổ hợp tác Thanh Long Ruột Đỏ Đức Mỹ, người tiên phong đưa cây thanh long ruột đỏ về vùng đất này, cho biết ông vừa xuất lô hàng thứ 3 gần 1 tấn thanh long ruột đỏ trong tổng số 4 tấn theo hợp đồng sang Mỹ với diện tích 2 hectare. Ông trồng 2.500 gốc thanh long ruột đỏ, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 6 tấn, với giá bán từ 15.000 đến 25.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu nhập hơn 100 triệu đồng. Theo ông Võ Văn Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, trong thời gian tới, chính quyền xã Đức Mỹ sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành tỉnh, tạo điều kiện để thành lập hợp tác xã Thanh Long Ruột Đỏ, mở các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác thanh long, bảo đảm chất lượng xuất khẩu ra nước ngoài. Kính thưa
thưa quý khán giả và bà con nông dân, chương trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Cần Giờ được tiến hành từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2012 đã đem lại nhiều kết quả khả quan. Nhiều hộ, bà con tham gia chương trình đã được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp. Phát huy hiệu quả chương trình, huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích để xây dựng vùng chuyên canh xoài Việt Gáp. Là hai xã có diện tích cây ăn trái lớn trên địa bàn huyện Cần Giờ, xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh được chọn làm địa điểm thực hiện chương trình sản xuất xoài theo chuẩn Việt Gáp do Phòng Kinh tế huyện triển khai nhằm nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm xoài Cần Giờ, đồng thời phát triển cây trồng chủ lực này tại địa phương. Sau hơn một năm triển khai thực hiện đến nay, chương trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã gặt hái được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, số hộ đăng ký trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp là 30 hộ với 23 hectare, trong đó có 23 hộ đủ tiêu chuẩn với 13,8 hectare diện tích xoài. Trong quá trình thực hiện, Phòng Kinh tế đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố tổ chức hội thảo về chương trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp cũng như những lợi ích khi tham gia chương trình. Song song đó, địa phương cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng xoài theo hướng Gáp. Ngoài ra, công tác hướng dẫn nông dân ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm tra, khắc phục các điểm thực hiện chưa phù hợp với tiêu chuẩn Việt Gáp cũng được chú trọng thực hiện. Nhờ đó, những hộ trồng xoài của hai xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh không những vượt qua được khó khăn bước đầu mà còn hưởng ứng quy trình trồng cây theo Việt Gáp, sản xuất ra giống xoài đạt chất lượng. Thì qua cái chương trình xà Việt Gáp này đó, thì chú thấy nó có rất ít lợi rất nhiều, cho nên chú tự tham gia vào cái trong cái chương trình mà là xài gáp mà theo cái sự hướng dẫn của chính quyền rồi các ban ngành đoàn thể cũng như trung tâm hỗ trợ thành phố. Thì đây là một cái điều rất vinh hạnh mà hôm nay thì chú được vậy là chú rất vui mừng. Xài theo hướng Việt Gáp á, thì nó cái chất lượng nó bán ra được cao giá hơn thị trường, còn ở ngoài thị trường vài bán trôi nổi đó không bằng của bán trong siêu thị. Thì nếu mà theo nhà nước á, để hỗ trợ với nông dân làm thì chất lượng nó trái nó ngon hơn, thì nó đạt yêu cầu hơn nữa. Chú phải tiếp tục theo đó, bị cái có lợi cho dân mà. Có thể nói, chương trình trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại huyện Cần Giờ đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con nhà vườn nơi đây. Sau thời gian thực hiện, số hộ được cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn là 23 hộ, với tổng diện tích là 13,55 hectare. Trước thành quả đạt được, huyện Cần Giờ sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích trồng xoài, đồng thời khuyến khích thêm nhiều hộ nông dân tham gia chương trình để xây dựng vùng chuyên canh xoài Việt Gáp, nâng cao chất lượng và giá trị cho trái xoài, tăng thu nhập cho bà con. Không những thế, những hộ đã được cấp giấy chứng nhận cũng phải duy trì các tiêu chuẩn, kỹ thuật theo đúng quy định để đảm bảo cho sản phẩm xoài đạt chất lượng trong những năm kế tiếp. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố là một đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp, có chức năng hỗ trợ cho nông dân làm cái công tác xúc tiến thương mại, thì trong đó là có xây dựng logo, bao bì, nhãn hiệu để mà giúp cho có cái sản phẩm có cái nguồn gốc cũng như là giới thiệu về chất lượng sản phẩm. Kế đó là tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm để giúp cho bà con giới thiệu cái sản phẩm. Kết quả đạt được trong cái thời gian chương trình sản xuất xoài theo chuẩn Việt Gáp của huyện á, thì nó có hai cái. Cái thứ nhất á, là đạt được một số diện tích là được 23 hộ trên 11 hectare xoài đã đạt từ sản xuất theo chuẩn Việt Gáp. Cái kết quả thứ hai là người dân đã ý thức được trong vấn đề là sản xuất phải theo là cái sản phẩm phải tiến lên là an toàn, sạch, chất lượng để phục vụ cái nhu cầu thị trường. Thì qua kết quả bước đầu đạt được thì huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động cho người dân là gia tăng cái diện tích sản xuất xoài theo chuẩn Việt Gáp, tăng diện tích lên để thứ nhất là tạo ra sản phẩm chất lượng, nó tăng cái giá, mà thứ hai nó tăng giá trị đời sống thu nhập cho bà con nông dân. Với sự cố gắng hết mình của bà con nông dân lẫn sự quan tâm hỗ trợ tận tình của các cấp chính quyền địa phương, xoài Việt Gáp Cần Giờ đã tìm được vị thế trên thị trường trong nước, đi kèm với sự cải thiện đáng kể về đời sống của bà con. Minh chứng cho hướng đi đúng đắn này chính là sự vui mừng và ủng hộ nhiệt liệt của bà con nơi đây. Chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới, sản phẩm xoài mang thương hiệu Cần Giờ sẽ khẳng định được giá trị trên thị trường, phát huy cao độ thế mạnh của địa phương.
Thưa quý vị, từ một người đam mê động vật hoang dã thì đến nay trang trại của ông đã có rất là nhiều loài, từ cua đinh, trăng, nhím và bây giờ là mô hình nuôi dúi. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy được là ngành chăn nuôi động vật hoang dã sẽ phát triển nếu như chúng ta biết nắm bắt thời cơ. Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhân vật chính của chương mục Nông Trí ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Con chào chú Huệ. Trước đây thì chương trình cũng có đến thăm trang trại nhà chú và tìm hiểu về cái mô hình nuôi cua đinh rồi. Và hôm nay thì tiếp tục đến thăm trang trại của chú nữa và tìm hiểu về cái mô hình nuôi dúi. Tại sao chú lại chọn cái mô hình này? Có phải là đối tượng mà trước đây chú chăn nuôi không có hiệu quả nên chú chuyển qua cái mô hình nuôi dúi này hay không? Thì cái con cua đinh thì cái hiệu quả nó giờ nó vẫn còn. Dạ. Nhưng mà trước con cua đinh nữa là con nhím. Dạ. Và bây giờ con nhím bây giờ cái hiệu quả nó không còn nữa, mình dạ. chuyển đổi qua cái con dúi. Dạ. Mình làm cho nó giá trị của con dúi này nó cao hơn. Nhưng không biết là chú làm quen với mô hình nuôi dúi này từ bao lâu rồi ạ? Này đúng 2 năm rồi đó. Dạ. Năm ngoái là nó cũng có được số, năm nay nữa là vừa tròn cái 2 năm mà. Đúng về cái mô hình nuôi dúi này thì chú thấy là cái kết quả nó như thế nào chú ha? Kết quả thì nó cũng được á, con này thì nó dễ nuôi. Dạ. Mà thức ăn của nó thì cũng dễ kiếm, dễ tìm, nó không có tốn chi phí nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà cái thương phẩm của nó thì cái giá trị của nó cao. Thức ăn mà con dúi mà gia đình chú nuôi là nó gồm những gì chú hả? Thức ăn của nó là gồm cái tre. Cây tre mình cưa ra. Cây tre mình cưa ra mà dạ. phải là tre tươi. Dạ. Chứ còn tre khô là nó không ăn, tre dạ. khô là nó chê. Dạ. Đó là cái mía cũng tươi. Dạ. Đó rồi khoai lang, khoai mì lát, dạ. là bắp. Cái cách thức làm chuồng đó là cái khuôn khổ nó như thế này. Chuồng ngang qua 4 tấc hoặc 5 tấc, cao tắc, lên 6 tấc, sâu vô 6 tấc nữa là mình nuôi được cho một cặp. Bây giờ chú có thể là bắt một con lên cùng xem thử là nó khoảng trọng lượng nó bao nhiêu chú. À. Dạ. Con này thì trọng lượng nó bao nhiêu chú? Con này trọng lượng nó khoảng 800 g. 800 g hả? Ừ. Mà mình nuôi trong vòng mấy tháng rồi chú? Là mình nuôi nó cũng khoảng là 8 tháng á. Mình sao là mình đánh giá được một con mà nó khỏe mạnh? Nó khỏe mạnh là cái mặt nó bộ lông của nó mướt. À, bộ lông cái mướt. Mặt của nó sáng sủa. À, như vậy nè. Mặt nó không có bị nó mắc rồi nó không có bị nhem bị ướt. Dạ. Như vậy là nó khỏe hả? À, dạ là nó khỏe. Và chuồng trại thì lúc nào cũng phải là khô ráo thoáng mát chứ không được ẩm ướt đúng không? Không được ẩm ướt. Nó ẩm ướt là bắt đầu nó có những cái mục nấm. Dạ. Nó dưới bụng á. Dạ. Rồi bắt đầu là khoảng 2-3 tuần sau là nó chết á. Hiện nay thì có rất là nhiều người cũng đang tìm hiểu về cái mô hình nuôi dúi này. Dạ. Là người đi trước thì chú có cái kinh nghiệm gì để chia sẻ không ạ? Đó, cái kinh nghiệm của mình nếu mình nuôi con dúi này thì giờ cái điều trước tiên hết là mình phải kiếm một cái nơi yên tĩnh nhất. Chứ nếu mà không yên tĩnh là mình nuôi kỹ cỡ nào cũng không được. Rồi cái điều thứ hai nữa là cái người chăm sóc của nó phải kỹ càng. Phải kỹ càng. Nó quan trọng cái khâu sinh sản ra mình nhìn thấy nó sinh sản là nó cắn con nó hư. Ủa nó cắn con hả chứ? Nó cắn con nó hư. Dạ. Và từ đầu nó kỹ cái đó, ví dụ con nào chuẩn bị gần sinh sản rồi là mình phải lấy đồ mình che đậy lại hết. Chứ mình không để trống mình lỡ mình đi cho ăn thôi, mình dòm thấy con nó đang đẻ, tối nó đẻ sáng mình không thấy mình cho ăn là nó sẽ cắn con là chết. Trước đây thì chú đã nuôi rất là nhiều cái loại động vật hoang dã, vậy thì có cái điểm chung nào về cái thủ tục cũng như là về cái kỹ thuật chú có thể chia sẻ cho người dân để họ có thể là chăn nuôi một cách tốt hơn không? Thì mấy cái loại này nhà nước như của mình bây giờ đang khuyến khích cho những nông dân của mình để mà chuyển đổi vật nuôi. À, cây trồng để đổi bên cây trồng cũng chuyển đổi, bên vật nuôi mình cũng chuyển đổi luôn. Dạ. Thành ra cái điều kiện mà cho mấy cái hộ dân nuôi bây giờ đó rất là dễ. Dạ. Ví dụ mình ở đây trang trại mình là có giấy phép từ kia, khi mình xuất trại cho ai thì mình có giấy phép đưa về. Dạ. Hoặc là cái hộ nuôi tiếp theo đó là cứ theo đó mình đăng ký mình làm. Dạ. Thủ tục nguồn gốc nó đơn giản chứ nó không có khó khăn. Dạ. Xin được cảm ơn chú Huệ đã chia sẻ cho khán giả của chương mục Nông Trí những cái thông tin rất hữu ích về cái mô hình nuôi dúi này, cũng như là đánh giá thực trạng về cái ngành chăn nuôi động vật hoang dã hiện nay. Hy vọng rằng là đây sẽ là cơ sở để cho người dân cũng như là cơ quan chức năng tìm hiểu, lắng nghe và có kinh nghiệm hơn trong quá trình chăn nuôi của mình. Thưa quý vị, đến đây thì chương mục Nông Trí xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Quý khán giả và bà con thân mến, những thông tin trong chuyên mục Nông Trí vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự Nông nghiệp ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi ý kiến đóng góp mong quý vị vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Thời sự Nông nghiệp, Trung tâm Tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hoặc hãng phim Cửu Long số 134/42, đường Thành Thái, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 083-8623-428. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Xuân Hiếu chân thành cảm ơn công ty cổ phần phân bón Việt Mỹ đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Thời sự Nông nghiệp. Chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.